Dạ vâng. Hôm nay cả nhà sẽ cùng Hoàng Hà đi thăm nhà máy gang thép của Tuyên Quang, hay còn gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Tuyên Quang. Từ đường quốc lộ, đường cảng An Hòa đó, rẽ vào khu vực nhà máy thì nó phải tầm 1 km. Đây cả nhà nhìn thấy không ạ? Con đường đôi rất là đẹp. Đúng là công ty gang thép, cho nên là nhìn những đường điện nhìn rất hoành tráng luôn. Những cột điện nhìn rất hoành tráng, rất là khác người luôn ạ. Không phải nơi nào cũng có đâu, hay còn gọi là rất công nghiệp. Đây các bạn nhìn những cái nhà kia là những cái nhà điều hành đó, điều hành của công ty đó. Còn bên trong kia là các phân xưởng sản xuất thép đó. Thì là công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Tuyên Quang này thì là tiền thân là công ty liên doanh Kháng Nghiệp Hoàng Nguyên, được thành lập vào tháng 1 năm 2005, là doanh nghiệp thì là 100% là vốn của nước ngoài nha cả nhà. Thuộc chủ sở hữu là công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Hằng Hưng, thành phố Hạ Môn ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Chuyên hoạt động trong cái lĩnh vực khai thác khoáng sản và tinh luyện gang thép, với các sản phẩm như là quặng gang, phôi thép và thép vằn, thép dây, thép cây. Kia là những ống khói đấy cả nhà, trong là ống khói đó. Khu vực sản xuất này rất là rộng, mình cũng chỉ quay qua thôi, cũng chưa có dịp để vào thăm xưởng, nhưng mà mình giới thiệu với cả nhà là cái video quay từ trên cao để cả nhà nắm bắt được cái khu vực nhà máy rất là đẹp. Nhiều người cứ hỏi mà không biết là công ty gang thép Tuyên Quang, mình nghe thế nhưng mà chưa nhìn thấy như thế nào, tại vì nó cách xa đường quốc lộ khoảng km, cho nên là mọi người không nhìn thấy là phải. Sản xuất gang thép thì nó không như công ty may, rất là bụi bẩn, cho nên là bắt buộc là công ty phải làm vào phía sâu, chứ không thể làm bằng ngay ngoài đường được. Thì để nghe nói là công ty cũng trồng rất là nhiều cây xanh và có những hệ thống chống bụi bẩn, hút bụi bẩn rất là tốt. Thì là công ty được khởi công xây dựng vào tháng 12 2009, thuộc khu công nghiệp Long Bình An cả nhà, trước là xã Đội Cấn của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, bây giờ là phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, cách trung tâm thành phố khoảng 11 km nhé, và cách sân bay Nội Bài Hà Nội 110 km, cách cảng Hải Phòng 200 km cả nhà. Cái vị trí này rất là thuận lợi cái trong cái sản xuất cũng như là phân phối sản phẩm đến các tỉnh thành phố phía Bắc. Nhà máy có công suất giai đoạn 1 là 200.000 tấn gang thép, phục vụ ngành công nghiệp luyện kim của Việt Nam và xuất khẩu. Những cái khâu đi vào sản xuất mình không nói làm gì, nhưng mình cũng tìm hiểu qua về cái quá trình bắt đầu hình thành và hoạt động của nhà máy. Thì là xa xa kia là nhà máy may nhé cả nhà. Đây là khu công nghiệp cho nên là nó rất là rộng, còn rất nhiều đất để có thể là cho các đơn vị, các nhà máy đến có thể là thuê. Đất đây rộng mênh mông luôn. Đây nhà máy may đó, có 2 nhà máy may luôn. Nhà máy may thì nằm đúng cái trục đường luôn, trục đường chính luôn. Nhà máy may thì nó sạch, nó không có bụi bẩn. Còn xung quanh đây thì là những nhà dân bám sát hai bên đường và những thửa ruộng của bà con. Những thửa ruộng này cũng mới cấy được cả nhà. Đây, mời bà con lại cùng lại ngắm lại cái khung cảnh của nhà máy. Tuyên Quang mình cũng rất là nhiều các cái nhà máy, không phải ít đâu ạ. Đấy cả nhà nhìn cái khuôn viên của nhà máy rất là sạch đúng không ạ? Thì là nghe nói là nhà máy đầu tư cái diện tích và cây xanh mà đạt đến 10% của cái tổng diện tích của nhà máy đó ạ. Trồng rất là nhiều cây xanh.
Ngoài đội công nhân vệ sinh môi trường ra thì công ty đã mua và sử dụng xe hút bụi và xe phun nước để sử dụng cho cái mục đích quét dọn và giảm thiểu cái bụi trong cái tuyến đường nội khu của nhà máy đó. Đồng lương của công nhân trong này cũng rất là ổn định ạ. Thì là mình cũng gặp nhiều các bạn cũng công tác trong này, thì các bạn nói là lương cũng đạt từ 6 đến 9 triệu, nó tùy theo chặng ạ. Chặng nào độc hại hơn thì là đồng lương nó sẽ cao hơn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video của Hoàng Hà. Cả nhà hãy đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của Hoàng Hà. Hãy like và subscribe cho Hoàng Hà nhé. Xin cảm ơn. Chúc cả nhà luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin chào ạ.